Chào các bạn nha. Thư trả lời hồi nãy Thư làm cái video kia mà Thư quên chia sẻ với các bạn cái vấn đề này, nó rất là quan trọng các bạn. Cái mùa dịch này nè, người ta ở nhà, người ta như là rảnh rang, những cái người mà nó hát các bạn nó rảnh rang lắm. Hồi trước giờ á, lúc nào Thư cũng trong cái tư thế mà cũng như mình phòng ngừa, mình phòng hờ mấy cái chuyện này xảy ra, nhưng mà những cái chuyện bây giờ nó lường gạt, nó còn tinh vi hơn trước rất là nhiều. Cái này là đã xảy ra trên ba người bạn của Thư nha các bạn. Một cái người, cái chị này là làm YouTube chung với Thư, cái chị đó làm YouTube chung với Thư, chị bị nè, và hai người bạn ở Việt Nam của Thư đang bị nữa các bạn. Hồi xưa người ta hay lên nó dùng những cái phone nó gọi cho mình để nói mình trúng thưởng này nọ, hoặc là này nọ, nó gửi nó dụ tiền mình, phải không? Bây giờ nó còn tinh vi, nó dùng cái người thân của mình các bạn. Không phải là nó dùng người thân của mình mà nó dùng cái account của người thân mình. Rất là nguy hiểm nha. Nó sẽ vô những cái người mà ví dụ như mà ít hiểu biết về công nghệ đi. Facebook nó gửi những cái đường link thì nó hack vô những cái account. Khi mà người ta nói hack vô cái account các bạn, thực ra hack vô một cái account của một người rất là khó. Nó chỉ dùng được cái cách này thôi, là nó có thể nó hack được, nhưng mà những cái người khi mà nó hack được vô account của người ta là những cái người đó phải phải hoàn toàn là thông minh tuyệt đỉnh luôn. Còn những cái cách thường mà bây giờ nó dùng là nó dùng cái ví dụ như nó gửi cho bạn cái đường link đi, nó biết trong cái mùa dịch này, thí dụ nha các bạn nhớ nha, trong cái mùa dịch này người ta đang chờ chính phủ cho cái tiền cứu trợ 1,5 triệu bên bên Việt Nam. Đây là thí dụ cho các bạn dễ hiểu nhất nha. Thì nó biết là người ta đang chờ cái cứu trợ 1,5 triệu đó, hoặc là ví dụ như đang chờ cái chờ đi chích ngừa vaccine, thì nó biết đang trong cái lúc này là những cái tin nhắn đó bắt đầu nó tạo những cái tin nhắn nhìn vô giống như là nhà nước, giống như là ở trên trên sở y tế gọi xuống cho mình nha. Anh đang có cái tên trong cái đợt dịch chích ngừa này, anh bấm vào cái đường link để có thêm nhiều cái information, những cái thông tin về cái chích ngừa này, các bạn nhớ nha. Thì khi mà các bạn bấm vô trong đó, nó gài cái spyware, nó gài một cái phần mềm mà các bạn click vô trong đó là kể như các bạn xong luôn. Nó sẽ dùng cái phần mềm, nó control cái phone của bạn. Nếu bạn dùng cái laptop của các bạn bấm vô thì nó sẽ control cái laptop của bạn. Còn nếu mà các bạn dùng cái phone, các bạn bấm vô là nó control những cái hoạt động gì của các bạn trên cái phone đó, nó đều nắm hết. Giống như là cái spyware nó sẽ vô đó, nó ẩn trong đó. Bất cứ các bạn làm gì nó đều biết hết. Thí dụ như các bạn bấm nhắn tin cho ai đi, nó cũng biết hết. Các bạn sign in vô nhà băng của các bạn, đây là nhà thường thường bây giờ ở bên Mỹ này, người ta hay dùng mà nhà băng làm nhà băng là gì ta, đi nhà băng các bạn biết ha. Đi nhà băng bây giờ mình ta làm online, người ta tạo cái account trên online, các bạn người ta vô, người ta bấm cái số mật mã vô là nó biết hết. Hoặc là ví dụ như các bạn sign in vô cái Facebook hay là YouTube được các bạn đó, là những cái đó là nó nắm hết. Cho nên bây giờ nếu mà ai gửi cho các bạn đường link gì, tuyệt đối không click vô nha các bạn. Khi mà chính phủ hay ai gửi về cái những cái gì đường link đó, mình không có biết, mình không có, chưa có rõ ràng, đừng có click vô cái gì của người ta. Mà bây giờ nó dùng còn kinh khủng hơn nữa. Thí dụ như nó dùng những cái cô ba kia đi, cổ không có rành gì công nghệ, nó gài được cổ, nó dụ được cổ, nó gửi cho cổ cái đường link gì đó, cổ tin tưởng, nó hack được cái account của cổ. Bắt đầu nó vào những cái người bạn của cổ đó, những cái người nào mà hay nói chuyện với cổ đó, thì nó sẽ nói chuyện với những cái người đó. Bắt đầu là cái cô ba này thường thường nói chuyện với cái cô này, có người cháu ở Vũng Tàu đi, cổ thì ở Sài Gòn. Thì bắt đầu cổ nói là gửi giùm cho anh con gửi giùm cho cô cái tài khoản này, cho thằng cô muốn cho từ thiện của thằng này 5 triệu 10 triệu gì đó các bạn. Nó dùng cách đó đó. Đây là cái người bạn của Thư bị, cái người bạn, cái chị ở bên Đức chỉ làm YouTube, chỉ bị cái tình trạng này nè, là chỉ có một người khán giả. Cái khán giả của chị nó hack cái account của khán giả chị, cái người khán giả của chị, cái người quen của chị đó. Tại vì hai người này nói chuyện với nhau rất là lâu, thì nó hack vô cái account được cái của cái người đó. Bắt đầu nó dùng cái
tài khoản của người đó nói chuyện với chị. Chị là cái người rất là đề phòng cái vấn đề này luôn, chị biết là cái vụ hack cái này nọ rồi vô, mà vụ tiền là không có vụ tiền chỉ được đâu các bạn, nhưng mà nó dùng cái người thân nó hack cái account của cổ của chị bạn của Thư. Thì mà nó canh ghê lắm bạn, nó canh ban đêm là lúc chị ngủ á, tại vì nó chỉ có bảo mật hai lớp, chỉ gài cái số điện thoại là khi mà có cái người nào mà vô cái account của các bạn thì các bạn nghe liền, các bạn sign out ra liền. Nhưng mà nó biết là canh cái giờ chị, nó biết giữa bên Đức là cái giờ đó là cái giấc ngủ của chị, nó canh vô cái lúc nửa đêm chị đang ngủ, nó gài vô, nó dùng cái account của người cô này, nó nói chuyện với chị mà nói giống y hệt cái lời, giống như là nó đọc tại mình nói chuyện, cái cách mình nói làm sao các bạn, thì nó khi mình hát vô nó sẽ đọc được hết, thì nó nói chuyện với chị vậy. Nó gà chị, nó kêu chị á là vô, nhỏ ơi chị có đi chơi, chị chụp hình mấy cái hình này, nhưng mà chị không muốn bỏ lên cộng đồng mạng cho nó thấy, chị để riêng ra, em muốn coi em click vô này em coi, mà em nhớ là phải bỏ mật khẩu vô là mới 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 coi được nha. Cái chị bạn Thư đâu có quên, đâu đâu có nghĩ đâu, mình nghĩ là cái người này người thân của mình đang nói chuyện mình đâu có biết đâu, bấm vô rồi xong luôn các bạn. Bấm vô là nó lấy cái khi mà các bạn bỏ cái mật khẩu vô á là nó lấy được cái mật khẩu Facebook của chị phải không? Bắt đầu nó chờ chị ngủ. Nó hack cái account, tại nếu mà chị còn thức á thì nó khi mà nó hack á cái Facebook nó sẽ báo cho vô cái phone của chị với tin nhắn là có người ở bên Việt Nam hay là bên đâu đang vô cái tài khoản này, cái người này có phải là mày không? Nếu mà không phải mày thì mày vô mày mày sign out ra, mày mày đi ra. Thoát ra. Còn nếu mà mày thì để cứ để như vậy. Thì nó sign, nó vô nó hack vào cái lúc ban đêm lúc chị đang ngủ. Thì chị đâu có biết mà chị sai ra các bạn, nó lấy cái tài khoản của chị thì nó làm liền các bạn, vừa lấy tài khoản của chị là bắt đầu nó nhắn tin cho nhỏ cháu ở bên Việt Nam liền, nó nói là nhờ nhờ con nhỏ đó làm gì đó, nhờ cái người đó làm gì đó các bạn, gửi cho cái số tài khoản kia, cho chị mượn 30 triệu rồi mai mốt rồi thứ mấy là gửi gửi về gửi bên, từ bên Đức gửi gửi tiền về trả các bạn là 30 triệu, đi đi Đức 30 triệu của cái người 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 quen của chị bạn Thư các bạn. Đó là một cái vấn đề ha. Hai cái vấn đề của nhà bạn mình bên Việt Nam Thư là y chang luôn. Các bạn biết làm sao? Nó hát vô cái tài khoản của người, một đứa thì của người người gì, một đứa thì của người cháu, người cô gì đó không biết. Nó kể mà Thư nó cũng hát cái kiểu đó các bạn. Nó hát xong, một đứa thì nó kêu là gửi tiền từ thiện. Cái người cô này á hát vô cái account của người cô kêu cái người cháu á, là con gửi cho cái từ thiện cái account từ thiện giùm cho cô rồi cô gửi trả lại cho con dính liền các bạn. Còn cái một cái tài khoản kia nữa đó là nó kêu cái gửi cái gì bà hổm Thư nói mà Thư cười muốn chết luôn nè, gửi trả tiền cái gì đó mà các bạn mà bữa hổm kể, mà ba cái trường hợp vụ này nè các bạn, bây giờ á cái mùa dịch này nè người ta đói khổ, người ta giống như là mấy cái người này họ cũng vô khổ các bạn, bắt đầu ngồi nhà rảnh quá bắt đầu nó đi hát. Các bạn nhớ nha, khi mà cái đường link nó gửi về cho mình cái gì đó là hoàn toàn không bấm vô, với một cái này nữa là chết nữa nè, cái này bữa hổm Thư Thư bị chính bản thân Thư bị mà Thư hên quá. Cái người bạn này là người bạn rất là lâu năm, mà cũng như là Facebook hồi lúc Thư làm cái account Facebook của Thư là Thư có những người bạn mà Thư không có biết, tại vì dù mà Thư làm hồi lúc Thư bán họ online nữa các bạn, thì cái người đàn ông này, cái người anh này mà Thư chưa giờ nói chuyện với người này, tự nhiên lên nói là anh có cái tài khoản này, anh có em vô trong này bấm giùm coi để bé nhà anh thi thi đua trong trường thi thi ảnh, thì em vô em bấm giùm em bình chọn giùm cho anh. Các bạn ghê không, cái bạn vô đường link đó là chết. Mà Thư tự nhiên cái Thư thường thường thì hay làm cái vụ từ thiện đó các bạn, mấy cái người bạn của Thư hay lên nhờ mà bấm vô bình chọn cho bé này bé nọ đó các bạn, thì Thư hay vô hay bấm giùm. Nhưng mà các bạn nhớ không, từ lúc này là không làm nữa, tại vì lúc đó tự nhiên Thư nói ủa cái người này mình cũng không có quen luôn nữa, mà tự nhiên sao Thư cứ để thử vài bữa cái lần sau vài bữa là nghe tin cái account nó bị hack các bạn, là cái người đó là bị hack. Các bạn thấy sợ không, là một lần nó thư thoát được cái lần đó ha. Lần thứ hai là cái gì từ thiện nè, lấy cái account là cái người tu đàng hoàng nha các bạn, gửi vô nó nè, bấm vô cái đường link này
coi những cái cảnh đời khổ sở gì giúp được thì giúp. Rồi vài ngày sau người ta báo lên là bị hack rất là nhiều trường hợp. Cho nên các bạn nhớ nha, khi mà bất cứ ai gửi mình cái đường link nào không không có mở ra, nhỏ cousin của Thư là nhỏ người chị em và con của Thư, bà hỏi mất bạn, tự nhiên ai gửi cho nó cái đường link nói là dùng cái đường link này gửi ra cho 10 người thì sẽ được nhận một món quà vậy các bạn. Trời ơi, nó gửi thư la quá trời la luôn. Thư nói cái đường link không biết là cái gì mà đương không đi phát tán tùm lum, lỡ cái này nó hát người ta rồi người ta chửi cho mà chết luôn. Mình không có cái tiền nào mà từ trên trời rơi xuống đâu. Bây giờ mà các bạn nó vô cái này bấm cái này được cái này được free kia, làm chết đi nha các bạn. Cho nên Thư hồi nãy thì làm cái video kia mà Thư quên cái khúc này, Thư chỉ lên tiếp tục để Thư chia sẻ. Đừng có bị mất tiền vô cớ nha các bạn, tại vì cái này á bây giờ nó làm tinh vi quá. Những cái người này nè, những cái người lớn hay bị nè các bạn, tại vì vô thí dụ nói thí dụ thì giả sử đi nó hát vô cái account của Thư xong rồi nó gửi đường link qua cho cái người cô Thư Việt Nam. Nó kêu nó kêu cô Thư rồi cô gửi giùm cho con cái chỗ này mấy triệu rồi nọ, là bị dính liền các bạn. Nhiều khi mình không có ngờ được á, tại những cái tin nhắn mình nhắn nó còn lưu trong máy đó, cách nói chuyện sao là họ biết hết, cho nên họ họ bắt chước cái cách mình nói chuyện á. Thì các bạn nhớ nha, cẩn thận nha, cái mùa này mà mình đang khổ sở dịch là tiền bạc không có mà bị gạt nữa là cũng như là rất là khổ luôn. Thôi thưa ba các bạn nha, thư bây giờ cũng trễ rồi, thư chào các bạn, chúc các bạn có một ngày an lành, một buổi tối thật là bình an, chúc bạn ngủ ngon nha, bye các bạn.